Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay bà của Hoa cư ở ấp An Lạc, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Bà của Hoa đang ra phía sau để cưa mát mấy cây tràm bông vàng. Sau thì có hai lúa Tiền Giang, Lâm Phạm Tiền Giang với lại Thu Trần Tiền Giang. cái nhà trò gì kỳ vậy? Ê, đi, đi. Cái gì ngồi giờ thấy trơn luôn á. Thấy gì thiệt? Thấy gì hả? Ở nhà gì vậy, không thấy không? Ở bên này, ở ngoài đây có nhiều phần mộ quá. Đen. Ngoài gì chưa, ra đó ngồi à. Không đem bông lá. Bà bông lá nè nha. Chạy đầu luôn chứ. Qua cái nhà trời. Đã lớn rồi. Đây là giáp ranh hai vườn. Có một đường mương phèn. Đây có cây bời lợi nữa nè. Này có bông nữa luôn. Lá thì nhìn như giống như lá cây sao nhưng mà bự hơn. Thân của nó thì giống như thân của cây bơ vậy đó. Nó trơn trơn. Thì chú Dũng sẽ lên mé bớt một nhánh của cây bời lời này. Đến chút nữa hạ nguyên cái phần thân cây tràm bông vàng nó sẽ không bị vướng. Rồi xin mời quý vị cùng theo dõi. Giờ nó vướng ngay hàng rào nên khó leo lên. Ba của Toàn nhờ chú Dũng lên sửa những cái nhánh cây của cây bù lại để ngồi dễ chưa cây bên đây. Có cây đụng đỉnh nè, lá đã khô hết rồi. Kìa có mấy cái chuồng heo, vừa thấy bông lưới rồi không ạ? Có chuồng lưới với đường mũi dưới vùi. Nhau dẫn là nó phần như vậy. Đây chơi. Con cái tết anh ấy đã tiến triển vượt bậc. Ăn cái xài kìa anh Thiên. Dạ. Lên cầm máy lên kìa. Cái này cầm cái dao không? Bây giờ cầm cái cưa lên cây mình lúc. Hai máy luôn. Chắc là nói chung là bất ngờ luôn á. Dũng hình dẫn cười chứ. Cái này đưa mình lên cao chứ. Dũng cắt còn dính một miếng da để cho nó không có bị ngã bậy. Bà của Hoa coi, mới vừa cắt một cây xoài. Lên trên luôn Dũng ơi. Lên trên nữa kìa. Lên đầu kìa. Có bạch đàn và trầm vàng nữa, nguyên bờ cây luôn. Lấy cái nhánh vừa cưa để đi. Rồi có đường mương phèn nữa nên hơi rối một chút. Cái đó lá nhỏ rồi là bụi đây nè.
ba của hoa cưa nguyên cây nhỏ luôn. Chú Dũng thì sẽ đi leo lên phía cây tràm bông vàng kế bên để mé nhánh rồi mới hạ nguyên gốc được. Cát loại. Cát loại. Cái gì cát cát. Gió quá. Cái cây mà hai tuần như thế này thì sẽ gió lớn thì sẽ dễ tét lắm. Ba cũng hoa đang tiếp tục để cưa cây tràm bông vàng cái bên. Hình như là ở đây chủ nhà trồng một cây bạch đàn và một cây tràm bông vàng xen kẽ hay sao. Ở gần đây có hát karaoke nữa. Nhưng mà nghe tiếng không á, nghe nhạc. Lần đầu tiên chú Dũng leo lên để cầm máy cưa, cưa luôn. Thường chú Dũng hơi nhát. Nó tét miếng da dài rồi. Rất là may là cái chiều nó có cây, nếu ngoài này thì có nắng được cây rồi. Chú Dũng đang cưa phần đọt. Cây nghe rắc rắc không? Gỗ rất là tốt. sư phụ hú hú rồi. Ba của hoa kêu cột cái cây bạch đàn kế bên để kéo hạ nguyên cây luôn, khỏi leo lên mé. Nó đang về cái chuồng heo bên kia nên phải cột cho nó kéo gì. Rồi còn không nổi. Ba của hoa đã cột cái sợi dây rồi, có thể là cưa nguyên cái phần cây này luôn. Không cắt bớt nhánh mà. Thiên đi rồi. Cắt bớt cái phần đọt rồi. Em của hoa sẽ kéo cái phần đọt đó. Anh Thiên đi vô nhà để lấy nước vô uống.
À, chú Dũng đã cột được cái phần đọt cây bạch đàn này. Nãy giờ ba của Hoa đợi chú Dũng leo xuống rồi mới cưa nguyên cái phần đọt này. Gió quá gió rồi kéo không nổi hả, mà chú Dũng còn chảnh này cũng nguy hiểm luôn. Hạ gốc cây kia là cho nó gớt xuống không? Gốc bưởi, gốc cây bưởi. Cây bưởi mới trồng đó Thiên ơi. Bốn đồng rễ. Bốn đồng rễ hả? Dây thì có cộng một không đâu vậy không? Thôi dây cấn quá. Ồ, một cái nhánh ở phía trên mà cưa gốc ở phía dưới nè. À, ba của Hoa có thể là cưa gốc bên đây luôn, tranh thủ cho nó ngã đều luôn. Ngã như vậy á, thì nó cái nhánh ở phía trên nó không có bị rớt xuống chú Dũng. Ba của Hoa đợi chú Dũng cắt cái phần ngàm mở miệng. Đợi mở miệng rồi hai người cưa một lượt. Quá ghê cấn. Hồi hộp tốt mồi chân. Tiền kéo công đâu luôn cả. Kéo công cái đọt luôn rồi. Chú Dũng đang cưa ở phía dưới gốc. Ghê hèn. Cây mít quẹt đọt cây mít. Ba của Hoa đang tiếp tục cưa cây bạch đàn. Cây này da rất là trơn. Cây này phải mé bớt nữa không là nó sẽ trúng mấy cây bưởi bên dưới và có cây mít nữa. Nó đã khô rồi nhưng mà còn dai. Thì chắc ba của Hoa lên cột cái phần đọt phía trên cho anh Thiên kéo bớt cái phần đọt á.
như ba của hoa cột cái phần dưới, cái phần trên chắc có thể là ba của hoa sẽ tự đẩy vào phía trong luôn, không cần kéo dây. Ba của hoa bớt, cắt bớt một bên tàn, còn chùa một bên đây để do nó có độ nặng nó sẽ ngã xuống. Nhiều nhánh dưới quá nó dội lên nữa. Ba con hoa đã cột dây phần dưới rồi đó. Có thể là xuống dưới gốc để hạ nguyên cây luôn rồi. Súng vô là súng vô la cho ra hơi chút nhựa tiếp. Của hoa lại cưa cái phần gốc rồi, chưa biết lại ngã thế nào nữa. Có thể là ba của hoa sẽ cưa xéo xéo qua bên phía chuồng heo bên kia kìa. Gần tới bên cây mít bên kia luôn. Mít này. Còn 4 cây nữa. Cái chắc cây săn máu bỏ lại. Đặng mà bằng lăng mé bên mình nè. Rồi cái đọt chừa lại đi rồi là đặng cho mình hồi rớt mấy nhanh nhanh săn máu xuống đó để xuống á. Vậy là chừa cây bằng lăng lại hả ba? Bằng lăng là ganh mưa của người khác rồi. Dạ. Đất ngồi chứ. Dắp ganh. Rồi mấy mai đẹp đẹp cũng được. Vậy kia ổng dài tiền mua mai lên bán. Mấy cây bên đây thì có mấy ngò phần mộ nữa nè, nên hơi khó hơn một chút. Nắng tối rồi. Ba của Toàn tính tiếp tục cưa, nhưng mà giờ nhìn lại đồng hồ 11 rưỡi rồi. Mà 4 cây này thì cưa chắc khoảng 1 tiếng rưỡi nó mới xong. Nên là giờ nghỉ trưa để cho... Đứng nhìn mà đây là đang gần trưa rồi, nên để cho những phần mộ này nghỉ ngơi. Ô, chào quý ông bà cô bác.
là mình làm là theo cái nguyên tắc của mình đó. Mà cứ những ở nơi chùa Đình Miếu với ở cái chỗ mà những cái vườn mà có màu mã là mình dắt chưa mình nghỉ. Cho nên là giờ mình chưa thôi, mình một rưỡi rồi, hẹn buổi chiều. Chào bà con mình nha. Còn đây 4-5 cây nữa. Hồi nãy nghiên cứu buổi chiều quay lại. À, bên đây thì chú Dũng sẽ cưa nhỏ nhỏ mấy cái nhánh này ra và nghỉ trưa, buổi chiều sẽ quay lại. À, mấy cây đây, bên kia thì cũng hơi khó nữa. Thôi thôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.